Giải trình trước Ủy ban Quốc hội Mỹ mới đây thì CEO của ngân hàng Wells Fargo đã lên tiếng xin lỗi vì gian lận mở tài khoản mà không có sự cho phép của khách hàng để trục lợi từ việc thu phí. Tuy nhiên, lời xin lỗi này không đủ để làm hài lòng công chúng và giới đầu tư. Đầu tháng 9, cơ quan quản lý ngân hàng Mỹ công bố thông tin, suốt từ năm 2011, nhân viên của ngân hàng Wells Fargo đã bí mật tạo ra 2 triệu tài khoản ngân hàng và tài khoản thẻ tín dụng, trong khi những người đứng tên tài khoản đó không hề biết. Trước Ủy ban Ngân hàng của Thượng viện Mỹ, CEO của ngân hàng này đã thừa nhận sai phạm và xin lỗi công chúng. Tôi vô cùng xin lỗi vì chúng tôi không thực hiện đúng trách nhiệm của mình đối với các khách hàng, các người đồng sự và đối với toàn thể người dân Mỹ. Scandal này khiến uy tín của Wells Fargo sụp giảm mạnh. Ngay sau khi vụ bê bối bị phanh phui, ngân hàng đồng ý trả 190 triệu đô la Mỹ tiền phạt và bồi hoàn cho khách hàng. Bản thân CEO John Stone phải đối mặt với nguy cơ phải giải trình trước Sở Tư pháp và Ủy ban Chứng khoán Mỹ. Mặc dù khẳng định đã có hình thức xử lý nội bộ là sa thải khoảng 5.300 nhân viên có liên quan đến hành vi thiếu trung thực trên trong 5 năm qua và đã nộp phạt, nhưng những tổn thất đối với danh tiếng của Wells Fargo không hề nhỏ.